Dương Anh mà nó không phải đại sư Nguyên Nguyên đâu. Lai cô Lai cô ở lại vậy hả? Ta biết nó lại rồi. Nó là đại sư Nguyên Nguyên. Đừng với tôi. Ta không có phải là đại sư Nguyên Nguyên. Đại sư Nguyên Nguyên đã chết rồi. Đại sư Nguyên Nguyên chết rồi à? Không thể nào đâu. Đại sư Nguyên Nguyên ở lại vậy hả? Tôi thấy lão tặc vô trần này vì bị đá kích nặng cho nên đã bị rối trí. Hay là cho nó một chưởng, cho nó nhập ma đạo rồi mình nói trái đạo ở đâu mới được. Không được, làm như vậy sợ sẽ có phản hiệu quả. Đánh có một chưởng nó sẽ nghe lời của chúng ta, nhưng mà sợ là nó làm mất hết trí nhớ, vì nó là đầu mối duy nhất. Chúng ta không có nên mạo hiểm như vậy. Tôi có cách. Ngươi muốn ra tay cứu đại nguyên sương sương không? Bà chết rồi, làm sao mà cứu nữa chứ? Ngươi có biết là Nga Mi có loại trái đào, cho bà ăn vào thì có thể cứu được bà. Thiệt hả? Thiệt chứ. Trái đào ở đâu? Trái đào ăn hết rồi. Trái đào thật đã ăn hết rồi à? Thật đó, nhưng mà còn có cây đào đó mà. Vậy à? Bây giờ cây đào ở đâu nè? Nếu như mà có trái đào thì anh sẽ cứu được đại sư Nguyên Nguyên hả? Cái này đương nhiên. Cho ta biết đi. Ta cho người biết cũng được, nhưng mà đừng có nói cho ai nghe nha. Được, cho ta biết đi. Như anh Nam này cũng không thể cho nó biết đâu nha. Nói nhỏ chút, bên tai của ta. Vậy đâu có ai biết đâu. Đúng à. Cây đào đó trên Nga Mi Kim Đình đó. Cây đào đâu? Đó, cây đó là cây đào đó. Cây đào à? Là cục đá thôi. Cây đào ở đó mà. Coi nó giở trò điên điên, không biết là nói thật hay nói chơi. Được, để anh qua coi. Ê, để tôi đi. Tôi thấy chỗ đó hình như là có nguy hiểm. Khoan đã, Duyên, không cho nó nói láo. Tôi qua coi là sẽ biết liền. Cẩn thận ha. Trong lúc này không có gì làm cho thôi danh của ta bị thương được. Người giả trò giả điên hả? Chỉ có cách này thôi dành mới mắt mù. Chỉ còn có cách này mới có thể cứu giúp người thoát khỏi ma đạo. Đừng nói nhiều. Nhất nhật gì mà, nhất sinh gì mà. Đời của ta chết sống ở mãi với thôi danh thôi. Giờ thưởng tiền thôi danh rồi, con sẽ làm lại thân đầu hoành trước kia. Đừng có không. Giờ thôi danh đã là giả kiếp bất tử, cùng thọ với trời. Thế giờ bất việc gì mà. Ta dụ hai người đi lên Nga Mi Kim Đình là muốn lợi dụng Phật Quang ở đây cùng với sức của chúng tôi để kiềm chế mà phép vô thượng của thôi danh. Vô anh, hãy cả ta phải chết. Nếu như còn những cứng đầu như vậy thì bắt buộc sư phụ phải thế thi hành đạo giết chết con. Đừng nói nhiều nữa. Hãy
Yuan, thắng đâu anh, còn đừng quan cố nữa. Quỷ miệng, thả thủ danh ra đi, nếu không sang bằng ngưỡng Nami. Được, hãy hiện vô cực, lối bóng thần kiến. Yuan, thắng đâu anh. Tôi ta chỉ có nguyên tắc là thứ đạo, nhưng không ngờ hôm nay là chính tài giết chết đệ tử của ta. Tại sao? Tại sao? Sư bá, sư phụ, đạo sĩ thúi, ta giết ngươi. Hãy đi chạy đi. Thần Đô Huỳnh, tôi sẽ cứu anh, tôi nhất định sẽ cứu anh. Tịnh à, có sao không vậy? Không có gì. Chết rồi, bây giờ không biết sư phụ ra sao nữa. Con yêu nữ kia không có tha cho ông đâu. Hay là chúng ta qua về đó thử coi. Nè, không được đâu. Nếu bây giờ đi về như vậy, chẳng những không cứu được sư phụ mà còn tự mình đi độc mạng nữa. Vậy thì làm sao? Tôi cũng không biết làm sao nữa đi. Nên vô hữu hình, hy vọng là chúng ta kiếm được ông sư thuốc để cứu chánh đạo. Đúng rồi, đi. Thân hữu, anh châu trong thân thể của tôi lại bắt đầu hành tôi nữa. Cái chết của anh đã làm cho em thấy tuyệt vọng. Em không có cách nào chịu được sự đau khổ trên thể xác. Bây giờ em phải hút vào tia sáng của mặt trăng để làm cho quyền anh châu bị nổ. Nếu mà thất bại thì em sẽ xuống giọng phủ đi gặp anh. Còn nếu như thành công thì người đời phải trả giá cho sự đau khổ của em. Đầu từ giờ này, sự đau khổ vì mất anh thì em sẽ mang tới tất cả nơi trên thế giới.